trực tiếp Argentina với Chile, lần thứ 3 trong 3 kỳ Copa America liên tiếp. Argentina đụng độ Chile trong trận đấu cuối cùng của mỗi đội. Đây sẽ là cơ hội để Argentina đòi lại món nợ ở hai trận chung kết gần nhất. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận, link trực tiếp ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất. Nhận định chung Argentina với Chile, Copa America 2019 sẽ là lần thứ 3 liên tiếp Argentina và Chile đụng độ nhau ở trận đấu cuối cùng của mỗi đội. Khác với hai lần trước khi họ gặp nhau ở chung kết, lần này Argentina và Chile sẽ phải quyết đấu để chọn ra đội đoạt ngôi thứ 3 Copa America. Với Argentina, thất bại trước Brazil nói cho cùng là xứng đáng với họ. Dù cho Messi và đồng đội đã chơi không đến nỗi tệ ở trận bán kết, trong suốt cả giải đấu năm nay, Andy Sinister không thể hiện được vóc dáng của ông lớn trong khu vực. Và trước một đối thủ đồng đều và thực dụng như Brazil, họ đã không thể làm nên điều bất ngờ. Với Chile, trận thua tới 0-3 trước Peru ở bán kết thực sự là một nỗi đau lớn dành cho những nhà đương kim vô địch. Trong suốt 3 trận đã qua ở vòng knockout, Alexis Sanchez và đồng đội không thể ghi bất cứ bàn thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức, và kết quả thua Peru là xứng đáng với họ. Chính vì phong độ kém cỏi đó, Argentina và Chile lại bất ngờ gặp nhau ở trận tranh hạng ba, một cặp đấu quá nhiều duyên nợ. Hai lần gặp nhau gần nhất, Chile đều thắng và mang đến nỗi đau cho Argentina. Nếu như đánh bại đối thủ ở trận đấu này, Argentina dù không thể khỏa lấp nỗi đau hai lần trước nhưng dù sao cũng vớt vát lại chút danh dự của mình. Lịch sử đối đầu Argentina với Chile tại Copa America. Thật kỳ lạ khi Chile lại chưa bao giờ thắng nổi Argentina tại Copa America. Tính trong thời gian thi đấu chính thức, 27 lần đụng độ gần nhất, Argentina thắng 20 trận, còn lại là 7 trận hòa.